Nhớ nha, đi học về dạng động từ ta nhớ cho cô ba dạng. Dạng thứ nhất đó là động từ nguyên thể không tu. Dạng thứ hai là động từ nguyên thể có tu. Và dạng thứ ba là động từ thêm -ing, gọi là dạng động từ. Và như cô đã phân tích ví dụ trên, nếu trong câu có xuất hiện hai động từ, nhớ là hai động từ liên tiếp nhau mà không có dấu phẩy, không có dấu phẩy nhé, có dấu phẩy là khác rồi đó. Nếu trong câu có xuất hiện hai động từ thì động từ thứ nhất là V1 ta chia theo thì, còn động từ thứ hai là V2 thì chia theo động từ thứ nhất. Từ đó V1 nó sẽ làm cho V2 thành một trong ba dạng trên. Đấy, có lúc V2 sẽ là nguyên thể không tu, có lúc V2 là nguyên thể của tu, có lúc V2 là động từ thêm ing. Ta ghi cho xong phần vậy. Bây giờ ta đi lần lượt các dạng động từ trên. Khi nào thì V1 làm cho V2 nguyên thể? Khi nào thì động từ V1 làm cho V2 nguyên thể của tu? Và khi nào thì V1 làm cho V2 thêm ing? Ta đi vào phần thứ nhất, đó là động từ nguyên thể không tu. Động từ nguyên thể không tu, bạn nào nói cho cô biết nữa, khi nào em xuất hiện cái động từ nguyên thể mà không có tu? Xuất hiện sáu cái loại động từ nào, hoặc cho cô một ví dụ câu có hai động từ mà động từ thứ hai là nguyên thể không tu. Mời bạn Hoa Thương. Tôi có là sáu động từ khuyết thiếu. À, em lại ví dụ. Nghĩa là từ kén, cụ, À, máy, thì mái. là vậy, ví dụ mà. Ví dụ. Ái, hoặc là xí. Kén. Kén, gấu, tú, gấu. Kén, phim chẳng hạn, đúng không? She can swim. She can swim. Cô ấy có thể bơi. Vậy ở đây she là chủ ngữ, đúng không? Can chính là V1. Chính là V1, động từ khuyết thiếu ở dạng V1. Còn swim là V2. Vậy trường hợp này V2 đưa ra là ở dạng nguyên thể mà không có tu. Tại sao nguyên thể không tu ở đây? Bởi vì động từ can là động từ khuyết thiếu. Đặc điểm của động từ khuyết thiếu đó là theo sau nó luôn luôn có một động từ ở dạng nguyên thể. Nha. Mày vẫn thường nói đúng rồi. Dùng sau động từ khuyết thiếu. Động từ nguyên thể không tu thì đứng sau động từ khuyết thiếu. Mà động từ khuyết thiếu thì bao gồm này. Hiện tại thì có can, quá khứ could này, may hoặc might, should hoặc ought to, hoặc had better, hoặc will, hoặc would, hoặc shall, hoặc must, hoặc had to. Thì sau tất cả các động từ khuyết thiếu này sẽ cộng với động từ nguyên thể không tu. Hay công thức như sau. Chủ ngữ cộng động từ một ở dạng khuyết thiếu, cộng động từ hai nguyên thể. Ví dụ, she can swim. Cô ấy có thể bơi. Và V1 chính là can, V2 chính là swim. Hoặc là you must do your homework. Hoặc là he should stay at home, vân vân. Cứ thấy động từ khuyết thiếu xuất hiện là động từ nguyên hàm nguyên thể. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ nhất. Cái ý thứ hai trong trường hợp thứ nhất đó là cái động từ nguyên thể, cái V2 nguyên thể nó dùng trong một số cấu trúc với động từ let. Let là cho phép, hoặc động từ make, hoặc một số động từ chỉ giác quan như là see, hear, what với cấu trúc sau.
tức là chủ ngữ cộng V1 cộng thêm tân ngữ thì cộng với động từ thứ hai nguyên thể. Với điều kiện V1 phải là một trong các động từ tên này này: let, make, see, hear, what, thì V2 nguyên thể không tung. Ví dụ: My parents don't let me go out at night. Vậy ta thấy my parents là chủ ngữ này, let là V1 này, me là tân ngữ này, go là V2 này. Và V2 bây giờ đưa ra ở dạng nguyên thể không tung. Đó. Học thương học cái chủ cả lớp ghi slide này, có khi nào ghi xong thì cho ta lên. Ừ, chính xác. Từ shall nó bằng với từ will, nghĩa là sẽ. Trước đấy người ta hay dùng từ shall cho ngôi ai và ngôi will. Còn bây giờ người ta rất ít dùng từ shall, chỉ dùng từ shall đối với ngôi ai trong cái câu đề nghị thôi. Ví dụ như là shall I give you some money? Shall I go out? Đấy, người ta dùng shall I thôi trong cái câu đề nghị. Vậy cô nhắc lại này, các bạn thuộc luôn cho cô này. Cái dạng thứ nhất đó là dạng nguyên thể không tung. Nguyên thể không tung, cái V2 ở nguyên thể không tung nó xuất hiện trong hai tình huống. Tình huống thứ nhất đó là trước nó là động từ khuyết thiếu. Đấy, tình huống thứ nhất đó là trước nó là một cái động từ khuyết thiếu. Động từ khuyết thiếu nào? Có lúc là can, hoặc could, hoặc may, hoặc might, hoặc should, hoặc ought to, hoặc had better, hoặc will, hoặc would, hoặc shall, hoặc must. Đấy. Thì sẽ xuất hiện về nguyên mẫu, về nguyên thể không tung. Yeah. Trường hợp thứ hai đây ta mới hãy quên này. Trường hợp thứ hai đó là khi có công thức là V1. Nếu V1 là các động từ sau. Một là động từ let, hai là động từ make, hoặc động từ see, hoặc động từ hear, hoặc động từ watch. Sau nó cộng với một tân ngữ được thì sẽ xảy ra cái trường hợp là V2 nguyên thể không tung. Ví dụ như từ let cộng tân ngữ me thì sau này sẽ xuất hiện động từ nguyên thể là không tung là go. Những bạn đã ghi xong rồi, những bạn còn lại thật chưa?
Rồi, bụng nắm bàn con lại nhanh nào. Cao Khoang, Quang Dũng, Long Nhật, Quang Hiệp, Hồng Trân, Bộ Ngọc. Ai ghi không kịp thì chúng ta lên nhóm nhìn nhé. Rồi, bây giờ ta sang trường hợp thứ hai, đó là nguyên thể có tu. V2 là dạng nguyên thể của tu. Nguyên thể của tu. Nhất, đó là những cái động từ chỉ mục đích của hành động. Khi nào mà cái trong cái câu mình nói chỉ mục đích của hành động thì động từ đó luôn nguyên thể của tu. Ví dụ, we are here to learn English. We are here to learn English. Chúng ta ở đây để học tiếng Anh. Để làm gì đó. Khi nào mà dịch cái câu nào nó để làm gì đó thì cái động từ để đó là nguyên thể của tu. Yeah. We are here to learn English. Tuy nhiên cái tình huống này thì người ta cũng ít khi cho các bạn gặp trong câu đề thi. Nếu gặp thì cũng là cái dạng câu đề thi khó hơn một tỷ rồi. Đã hiểu mới làm được. Còn dạng thứ hai, đó là dùng sáu một chủ động từ theo cấu trúc như sau. Đó là chủ ngữ cộng V1 cộng tu cộng V2 nguyên thể. Vậy V1 sẽ là những động từ sau. Khi xuất hiện V1 là động từ sau. Đó là agree, đồng ý, in là có mục đích, appear là dường như, arrange, sắp xếp, ask, yêu cầu, attempt, cố gắng, choose, lựa chọn, decide, quyết định, fail, thất bại, hope, hy vọng, intend, dự định, manage, xoay sở, offer là xung phong hay đề xuất, plan, vạch kế hoạch, prepare là chuẩn bị, promise, hứa, refuse, từ chối, seem, dường như, try, cố gắng, want, muốn, wish là ước, effort là nỗ lực, prefer là thích hơn, pretend là ý định. Lúc này có cái từ need đây này có lấy ví dụ trong phần đầu tiên đấy, nó quay ở đây. Vậy khi chúng ta thấy V1 là những cái động từ này các bạn này. V1 là động từ này này. Thì V2 sẽ ở dạng nguyên thể của tu. Đây. Ví dụ thấy từ decide xuất hiện này đi. Thấy từ decide xuất hiện này. Thì động từ đứng sau là nguyên thể của tu. Đó, nguyên thể của tu. Vậy bây giờ mời các bạn chúng ta ghi toàn bộ cái động từ trên vào trong vở. Phải thuộc các bạn ạ. Cái này là phải thuộc. Các bạn hạ tay xuống, khi nào ghi xong đi, người ta lên.
ngoài những cái động từ này ra nó còn có một số động từ nữa các bạn. Đấy là những động từ hay gặp thôi. Rồi còn một số động từ nữa thì khi nào gặp trong cả cái bài tập, trong cả cái tình huống thì chúng ta sẽ xử lý. Rồi bây giờ các bạn nghe cô đọc qua, bây chúng ta đọc để ghi nhớ từ agree, agree, arrange, arrange, choose, choose, hope, hope, offer, offer, promise, promise, try, try, afford, 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 in, ask, ask,
decide, decide, intend, intend, plan, plan, refuse, refuse, want, want, prefer, prefer, appear, appear, attempt, attempt, fail, fail, manage, manage, prepare, prepare, seem, seem, wish, wish, pretend, pretend. Đối với cái từ wish ta đã học ở câu điều ước rồi, câu điều ước rồi. Nếu sáu nó mà có một mình đề thì đồng tư phải lui thi. Ước cho hiện tại như thế nào, ước cho tương lai nào, ước quá khứ nào. Nhưng mà sáu nó mà có luôn một đồng tư tiếp theo đó thì đồng tư nguyên thể của tôi. Ví dụ này là tôi ước có nhiều tiền chẳng hạn. I wish to have a lot of money. Đây. Nhưng mà này, bây giờ tôi ước tôi có nhiều tiền chẳng hạn. I wish I had. Lời khác. I had. Vậy từ I had đó mà tái muốn chuyển sang chắc đồng tư thì đồng tư nguyên thể của tôi là được. To have. Đây. Làm rõ cái đoạn này. Đây, ví dụ như thế. Bình thường như trước đấy ta nói là I wish, đúng không? I had a lot of money. Chẳng hạn như thế. Vậy bây giờ khi trong cái bài này chúng ta học đó là động từ wish, còn động từ thứ hai ở dạng nguyên thể của tú thì ta sẽ nói là I wish to have a lot of money. Vậy sáu động từ wish này mà có một động từ khác nữa thì động từ khác đó luôn ở dạng nguyên thể của tú. Những bạn có lại khẩn trương không? Ai xong rồi giơ tay lên. Mới 11 bạn, mẹ hẹn rồi. 16 bạn. Tạm bạn. Những bạn chưa xong chúng ta nhìn lên nhỏ. Vậy thứ nhất này, ý thứ nhất này, sơ lái này ta nhớ này. Đối với động từ nguyên thể của tú thì thứ nhất là dùng để chỉ mục đích, sẽ là động từ nguyên thể của tú nữa. Thứ hai, đó là trong cái công thức chủ ngữ một, chủ ngữ cộng động từ một cộng động từ hai ở dạng nguyên thể của tú đối với một số động từ mà cô được đưa ra. Rồi dạng công thức thứ ba, dạng công thức thứ ba cũng có động từ nguyên thể của tú, đó là dùng sáu một tấn ngữ của một số động từ. Đó, tức là công thức như sau. Chủ ngữ cộng động từ một. Sáu động từ ngữ một lại xuất hiện một cái tấn ngữ nữa. Rồi mới đến động từ nguyên thể của tú. Vậy cái động từ một có đặc điểm như vậy thì gồm có các động từ sau. Đó là advise, encourage, invite, lời mời. Đó, có lời mời ta học đó. Chủ ngữ cộng invited cộng tấn ngữ cộng tú cộng động từ nguyên thể đó. Rồi permit, rồi tick, rồi allow, expect, need, persuade, tell, tell hay là told, hay là ask đó. Ví dụ my mother advised me to do exercise regularly. Và trong câu lời khuyên đã học rồi đó. Exercise này, advice này, cộng tấn ngữ này, cộng tú này, cộng động từ nguyên thể. Hoặc là the teacher allow us to open the book. Giáo viên thì cho phép chúng tôi mở sách ra. Thì có allow, cộng tấn ngữ, cộng tú, cộng động từ nguyên thể.
Vậy cái dạng thứ hai nó có ba ý chúng ta cần nhớ. Tất cả chúng ta hạ tay xuống đi. Vậy ai ghi xong chúng ta mình tay lên. Rồi, 15 bạn đã ghi xong, những bạn còn lại thật trường.
từ ngữ Hindi chúng ta ghi hơi nhiều. Long Nhật, Huỳnh Long Nhật, Tụ Anh, Quang Hiệp, Thanh Mai Ngọc Mai. Nhanh nhanh nhanh, 18 bạn nữa xong. Tôi Long Nhật, Đăng Nhật, Quang Hiệp, Anh Mai Ngọc Mai, Khẩn Trương. Hoàng Dũng. Rồi, những bạn ghi chưa kịp chúng ta nhìn nhóm nhé. Vậy đó là cái dạng thứ hai, động từ nguyên thể có tu. Dạng thứ hai thì ta cần nhớ ba cái ý trên. Sang dạng thứ ba là danh động từ hay là động từ thế bình. Vậy danh động từ là gì? Danh động từ chính là động từ thế bình. Và động từ thế bình này nó bằng, nó có chức năng như một danh từ. Mà chức năng của danh từ đó là chức năng chủ ngữ này, chức năng tấn ngữ này, chức năng bổ ngữ, thì ta gọi là danh động từ. Đây, có dạng là bằng danh động từ nói chung. Vậy thứ nhất đó là danh động từ làm tấn ngữ đựng sau một số động từ, tức là chủ ngữ cộng với một cộng với hai thì mình, thì các cái vế một nào nó sẽ làm cho vế hai thì mình, thì bao gồm cả cái động từ sau. Khi nào thầy có động từ admit, avoid, deny, finish, suggest, miss, advise. Từ advise nếu sau tấn ngữ thì còn động từ nguyên thể có tu, nhưng mà sau đó mà còn ngay động từ luôn á thì động từ thì mình. Consider, discuss, keep, mind, recommend, imagine, delay, enjoy, practice, forgive, feel like. Thì sáu các động từ đó nếu có động từ thì động từ thế bình. Ví dụ he admitted stealing my car. Vậy xuất hiện với một là admit thì cộng với v hai sẽ là thế bình. Stealing, anh ấy đã thừa nhận là đã ăn cắp cái xe hơi của tôi. Hoặc là they never allow smoking in this office. Lúc này ta cũng có từ allow xuất hiện. Nhưng mà nếu allow mà còn tấn ngữ thì còn tú, còn động từ nguyên thể. Nhưng mà còn ngay động từ thì động từ thế mình. Họ không bao giờ được phép là hữu trụ ở trong cơ quan này. Bây giờ tất cả chúng ta tiếp tục hạ tay xuống.
Rồi, 15 bạn đã ghi xong. Các bạn còn lại khẩn trương không? Người tạo mà đã ghi xong. Một bàn chụp đưa lên nhỏ. Rồi, ai ghi chầm thì chúng ta lên nhóm ghi nhé. Đối với cái động từ thêm ính này, khi vế 1 là những động từ này xuất hiện thì vế 2 sẽ là thêm ính. Nhưng mà ta chú ý có một số trường hợp thì cái vế 1 nó làm vế 2 vừa là thêm ính vừa nguyên thể của túc. Vậy trường hợp đó là trường hợp nào, ta chú ý phần ví dụ. Đó là nếu vế 1 là động từ like hoặc động từ hate hoặc động từ love thì vế 2 có lúc thêm ính, có lúc nguyên thể cấu túc, cách nào cũng được. Đó. Ví dụ I like reading books hoặc là I like to read books đều được. I hate reading books hoặc là I hate to read books hoặc là I love reading books hoặc là I love to read books đều được. Tức là động từ nguyên thể hay là thêm ính, à, nguyên thể có to hay thêm ính đều giống nghĩa nhau. Đó là cái lưu ý thứ nhất. Cái lưu ý thứ hai, đối với động từ stop, nếu V1 là stop, stop là dừng lại đấy. Thì cậu cùng có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất đó là sau stop là cộng động từ hai thêm ính. Nếu sau stop mà cộng động từ hai thêm ính thì ta dịch là dừng làm gì. Còn nếu sau stop mà cộng động từ nguyên thể có to thì ta dịch ra là đựng dừng để làm gì. Tức là đang làm một cái việc gì đó ta dừng lại thì ta dùng từ stop và động từ thêm ính. Còn khi ta dừng lại để tiếp tục làm một cái việc khác á thì ta dùng động từ nguyên thể của to. Cô lấy ví dụ minh họa đây. My father stopped smoking 30 years ago. Bố tôi đã ngừng hút thuốc cách đây 3 năm. Vậy cái việc hút thuốc đang diễn ra như vậy thì bố tôi ngừng. Ngừng cái việc hút thuốc đó đi. Ngừng làm một việc gì đó và dùng động từ thêm ính. Nhưng nói là my father stopped to relax. Bố tôi dừng lại để nghỉ ngơi. Dừng việc này để làm việc khác. Thì là động từ nguyên thể của tôi. Nên là sau stop, động từ có lúc thêm ính, có lúc nguyên thể của tôi, nhưng nghĩa của nó thì hoàn toàn khác nhau. Tương tự như vậy, từ remember hoặc từ forget cũng vậy. Sau remember hoặc forget, có lúc là động từ thêm ính, có lúc là động từ nguyên thể của tôi. Nếu là động từ thêm ính thì dịch ra nhớ đã làm gì hoặc quên đã làm gì. Tức là làm rồi mà bây giờ nhớ lại hoặc là làm rồi mà bây giờ đã quên. Còn remember hoặc forget còn to còn động từ nguyên thể thì nhớ hoặc quên để làm gì. Ví dụ don't forget to turn off the light when you go out. Đừng có quên để mà tắt đèn khi bạn ra ngoài. Tức là cái việc tắt đèn nó chưa tắt mà nói đừng có quên để làm điều đó thì ta dùng động từ nguyên thể của to. I don't forget missing you in the last party. Tôi đã không quên là đã gặp bạn ở trong cái bữa, tôi quên đã gặp bạn. Lần này đúng nhé, ta sẽ dùng từ forget. I forget, tôi quên là đã gặp bạn trong bữa tiệc trước.
Tôi quên là đã gặp bạn trong bữa tiệc, tức là hôm trước gặp rồi nhưng bây giờ tôi quên mất điều đó, thì là động từ thế mình. Rồi bây giờ mời các bạn ghi đi nè, sau đó ta làm bài tập luyện tập.
Rồi, 13 bạn đã ghi xong. Những bạn còn lại thật đúng không? Một bạn chụp đưa lên nhóm. À, 18 bạn đã ghi xong. Những bạn còn lại chúng ta nhìn lên nhóm nhé. Vậy cô chụp lại cái phần nội dung của tác giả đồng tư này trước khi chúng ta sang phần luyện tập. Đó là khi nói về dạng đồng tư là chúng ta có 3 dạng. Dạng thứ nhất là đồng tư nguyên thể không tu, dạng thứ hai là nguyên thể có tu, và dạng thứ ba là thiên minh. Và cái dạng đồng tư này nó xuất hiện đứng sau V1, tức là dạng đồng tư này là ở dạng V2. V1 nó quyết định cho V2 thành 3 dạng tên. Vậy trường hợp thứ nhất sẽ có xảy ra như sau: nếu V1 là đồng tư khuyết thiếu thì V2 luôn nguyên thể, hoặc nếu V1 là một số đồng tư như let, make, see, hear, what thì sau đó còn tấn ngữ và còn đồng tư nguyên thể. Đó là dạng thứ nhất. Dạng thứ hai là đồng tư nguyên thể có tu thì lại có ba ý. Ý thứ nhất đó là khi nào cả cái đồng tư chỉ mục đích thì luôn ở dạng nguyên thể có tu. Để làm gì? Chúng ta ở đây để học tiếng Anh thì đồng tư nguyên thể có tu. Dạng thứ hai đó là một số V1 nó làm cho V2 nguyên thể có tu. Theo cái công thức là chủ ngữ cộng V1 cộng tu cộng đồng tư nguyên thể. Đó, và các đồng tư V1 đi sau. Còn dạng cái ý thứ ba đó là V1 sẽ cộng thêm tấn ngữ nữa thì cộng đồng tư nguyên thể của tu. V1 cộng tấn ngữ cộng tu cộng đồng tư nguyên thể. Và các cái đồng tư xuất hiện đó. Đó là dạng thứ hai. Còn dạng thứ ba đó là dạng đồng tư thế minh. Dạng đồng tư thế minh thì nó rộng như một danh từ, nó có chức năng như một danh từ, chức năng chủ ngữ, tấn ngữ và bổ ngữ. Nhưng trong cái khuôn khổ bài này là chúng ta học ở V2 ấy, nên là ta chỉ học tấn ngữ thôi. Tức là khi đồng danh đồng tư làm tấn ngữ đứng sau một số đồng tư. Và một số đồng tư đó là chỗ này. Đúng không? Tuy nhiên đối với một số đồng tư như đồng tư like, hate, love thì sau nó có lúc thêm minh, có lúc đồng tư nguyên thể của tu, đều nghĩa hoàn toàn giống nhau. Còn đồng tư stop thì sau đó có lúc là đồng tư thêm minh, có lúc đồng tư nguyên thể của tu, nhưng nghĩa của nó khác nhau. Stop mà còn đồng tư thêm minh là dừng làm việc gì đó, stop còn tu còn đồng tư nguyên thể thì dừng để làm việc gì. Tương tự như vậy, remember và forget cũng vậy. Sau remember hoặc forget cộng đồng tư thế minh là nhớ hoặc quên đã làm gì. Còn sau remember hoặc forget cộng đồng tư nguyên thể của tu là nhớ hoặc quên để làm gì. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập lái worksheet về dạng là đồng tư thế minh hoặc đồng tư nguyên thể của tu. Cô gửi đường link đến hộp. Và đường link trên nhóm Zalo.
Bây giờ mời các bạn ấn vào đường link chúng ta làm bài tập luyện tập. Bài tập của các bạn như sau. Đó là chọn động từ nguyên thể của to hoặc động từ thế đinh. Rồi, bây giờ ta nhìn vào câu số 1 của hướng dẫn nhá. Ta nhìn vào câu số 1. Ta thấy vế 1 đó là động từ promise. Động từ promise. Đặc điểm của động từ promise theo sau nó là loại động từ nguyên thể của to hay động từ thế đinh? Giơ tay lên nào. Bạn nào biết nào? Cả lớp thả tay xuống đi. Đấy, biết thì giơ tay lên. Sau promise là động từ nguyên thể của to hay động từ thế đinh? Mời bạn Tuấn Nhật. Em thưa cô là nguyên thể của to. À, động từ nguyên thể của to đúng không? Lúc này ta học rồi, chủ ngữ nếu xuất hiện với một là promise thì đó là nguyên thể của to, nên ta ấn vào từ thích. Rồi, tiếp theo câu số 2. Có từ stop xuất hiện. Nào bạn nào chọn cho cô câu số 2 nào. Câu số 2. Có từ stop xuất hiện. Vậy ở đây sẽ là to make hay là making? Mời bạn Quốc Trọng. Em chào bạn nào. Dạ là making. Chào người nào. Making à? Ừ, tại sao ở đây là chọn making mà không phải là to make? Dạ là có từ police. Ừ, từ police chả liên quan gì cả. Rồi mời bạn Hoa Thương. Câu số 2 em chào là bạn nào. To make hay là making? Thứ có là em cho anh mấy kính ạ. À, tại sao mấy kính? Thứ có là bởi vì vẽ chó là đừng gáy thì ngon, nghĩa là dân để dân gáy thì ngon. Sau stop thì có thể cộng cả động từ nguyên thể của to hoặc động từ thế đinh đúng không? Yeah. Nhưng mà động từ nguyên thể của to là ngưng để làm việc gì đó. Còn động từ thế đinh là một cái việc gì đó đang diễn ra bây giờ phải dừng lại. Vậy ở đấy là việc này là diễn ra trước. Dạ, rồi. À, đáng diễn ra đúng không? Tức là cả lời tiếng làm ồn như vậy. Make noise là làm ồn. Thì bây giờ có người mới nói là please stop making that noise. Xin làm ơn hãy dừng cái việc nói chuyện đi. Tức là cái hành động đáng diễn ra. Bây giờ dừng cái việc đáng diễn ra đó thì gọi là stop còn được từ thế mình. À. Câu số 3. We are planning to visiting our family in London. Now, to visit or visiting. Cô vừa cung cấp động từ xong, bây giờ ta quan sát lại thôi để ghi nhớ nó làm. Mời bạn Mạnh Quân đó. Dạ yeah, em thật có, em cho to visit ạ. Visit tính à em? Dạ, yeah, to visit ạ. À, to visit. Vì sao em chọn to visit ở đấy? Dạ, yeah, vì có từ plan. À, vì có từ plan. Cứ thấy từ plan là sau đó nhất định động từ nguyên thể của to. Cứ thấy từ promise thì nhất định sau đó cũng là động từ nguyên thể của to. Đó. Rồi, tiếp theo. Can you imagine to winning a ticket for the concert? Tương tự như vậy, tương tự như vậy. Bây giờ mời các bạn làm rồi gửi kết quả cho cô. Nha. Cô phân tích ba vị rồi như vậy. Bây giờ mời các bạn làm. Tổng là có 30 câu. 30 câu ta làm nhánh thôi, khoảng đóng 15 phút là được. Với nhìn đặc điểm người là nhận tròn luôn. Tối đa 15 phút.
Nhật Khôi đã gửi bài tạm điểm. Rất nhanh cho chúng ta nhìn vào thì những cái động từ cô đã cung cấp rồi. Nó ra mà. Đúng. Rồi còn 5 phút nữa ta phần nào xong thì gửi bài. Long Nhật đã gửi bài tạm biệt. Quang Hiệp đã gửi bài tạm biệt. Cao Hoàng đã gửi bài 7 điểm. Tuyệt Nhi đã gửi bài 9 điểm. Trọng Huy đã gửi bài 8 điểm. Văn Tao đã gửi bài 6 điểm.
Còn 3 phút nữa bạn. Và sau khi sau này đi thi gặp trong bài thì người ta sẽ bổ cho 4 đáp án, nó phải 2 đáp án như thế. Bắt buộc chúng ta chọn một đáp án hợp lý nhất. Rồi, Hà Vi đã gửi bài, chị Biển Thảo Nguyên đã gửi bài. Mấy điểm em? Có thể điểm đó. Cô Thảo Nguyên có thể điểm đó. Kỷ niệm Trần Hoan đã gửi bài kỷ niệm. Nhanh nhanh nhanh, còn một phút nữa thôi. Hoài Thương đã gửi bài 9 điểm. Trần Khiêm đã gửi bài 10 điểm. Còn bạn nào nữa nhanh lắm. Đầu Huyên, Trần Huyên, lần trước. À, Thanh Mai, Ngọc Mai. Đăng Nhật. Tụ Ánh, Anh Huy, Mạnh Quân, Quốc Sơn, Hoàng Dũng, nhanh nào, hết chưa rồi. Rồi, Quốc Trọng 8 điểm, Anh Huy 9 điểm, rồi Quốc Sơn có, nói đi em. Mẹ em đi ở trên nên em nó có máy chụp quá. 7 điểm em. Em có 7. Tuấn Nhật 7 điểm. Mạnh Quân 9 điểm. Thấy chưa? Bây giờ có chưa bài nhá. Tại nay thì chúng ta làm để chúng ta luyện luyện nhánh cái công thức, mà một số bạn vẫn cứ quên, vẫn cứ vô những cái sai vô lý quá. Rồi tiếp tục này, có imagine ta thuộc cho cô lần này. Imagine là tưởng tượng, cứ thấy imagine là sau đó mở đồng từ là đồng từ thế mình. Bạn có thể tưởng tượng nó sẽ giành được một cái tổng vẽ cho buổi hòa nhạc không? Rồi có forget thì ta phải lưu ý quên để làm gì, thì động từ nguyên thể của Tú, quên đã làm gì là động từ thế mình. Vậy ở đây trong câu số 5 là xin đừng quên là đón cái bọn trẻ, vậy quên để làm gì nên động từ nguyên thể của Tú, pick up là đón. Còn động từ hope là hy vọng, cứ thấy động từ hope là động từ nguyên thể của Tú. I hope to go to the international festival. Tôi hy vọng sẽ đến được cái lễ hội quốc tế. Rồi cái từ suggest này rất là quen thuộc rồi. Từ suggest này rất quen thuộc rồi mà có bạn vẫn cứ làm sai. Sau suggest là chắc chắn đồng tư thêm mình. Đây. They suggest watching a movie at home. Họ đề nghị là được xem một bộ phim ở nhà. Con cứ thấy từ lần. Cứ thấy từ learn hoặc từ teach. Learn là học, còn teach là dạy. Thì sau đó luôn luôn là động từ nguyên thể của tôi. My big brother learn to cook. Anh trai của tôi, anh trai lợn của tôi thì học cách để nấu ăn. Cứ thấy từ avoid. Avoid là tránh. Cứ thấy avoid là cộng đồng từ thế mình. You should avoid being impolite to people. Impolite là bất lịch sự.
bà nên tránh khi kiểu mà bất lịch sự với mọi người. Câu số 10. Cứ có từ pretend, pretend là ý định, dự định, là động từ nguyên thể của tục. They were not pretend. They were pretending not to know us. Họ không có ý định là tìm hiểu tôi. Rồi, tiếp theo đó là từ recommend. Recommend cái này cũng đề xuất trong cái danh sách thôi, đúng không? Từ recommend. Cứ sau có recommend là động từ thế mình, đề xuất, đề nghị. Helen thì đề xuất là ăn ở trong cái nhà hàng kia. Sau động từ feel like, cứ thấy động từ feel like xuất hiện. Sau động từ like thì có thể nguyên thể của tú hoặc động từ thế mình. Nhưng mà sau feel like thì luôn luôn là động từ thế mình. Là bạn cảm thấy thích đi đi bộ không? Từ need, ngay từ đầu trong bài học, trong cái bài chia động từ, ngay từ đầu cấu đầu tiên ví dụ của đây thì cũng đã ra cái từ need này rồi, đúng không? Cứ thấy có need là động từ nguyên thể của tú. Excuse me, I need to use your pen. Need là cần. Xin lỗi, tôi cần sử dụng cái bút của bạn. Con cấu số 14 đó là have cộng tấn ngữ thì cộng tú cộng động từ nguyên thể. Why don't you have me to clean your room? Tại sao bạn không giúp đỡ tôi là dọn cái phòng nhỉ? Con cứ thấy từ deny là động từ thế mình. Cứ thấy deny là động từ thế mình. Deny là phủ nhận. James đã phủ nhận cái việc làm hỏng cái cửa sổ. Câu số 16, agree. Cứ thấy từ agree, agree là đồng ý, thì là đồng từ nguyên thể của tôi. They agree to come to our house. Họ đồng ý đi đến nhà của tôi. Còn câu số 17 thì có từ, cái cụm từ give up. Trong đó up là giới từ. Các bạn ạ, up là giới từ. Thì đặc điểm của giới từ thì ta lưu ý theo sau tất cả các giới từ. Như là in, on, up, for, from, with, by, vân vân. Cứ theo sau tất cả các giới từ. Mà có động từ thì động từ thế mình. Cái đặc điểm này rất quan trọng nên cả lớp chúng ta ghi vào vở này. Ví dụ. Ví dụ. Theo sau tất cả các giới từ. Theo sau tất cả các giới từ. Mở ngoặc. Loài trừ giới từ tu. Theo sau tất cả các giới từ, mở ngoặc, loài trừ giới từ tu, đóng ngoặc lại. Nếu có động từ thì động từ luôn thêm ing. Nếu có động từ thì động từ luôn thêm ing. Vậy ở đây ta thấy có give up, up là giới từ này, còn động từ ở đây thôi thì động từ luôn thêm ing. I want to give up biting my nail. Tôi muốn từ bỏ cái việc là sơn hay là đánh cái móng tay móng chân. Còn câu số 18, he would like. Would like nó nghĩa của nó là bằng với từ want là muốn. Theo sau would like luôn luôn là động từ nguyên thể của tôi, luôn luôn như vậy. He would like to see Mr. Smith. Anh ấy là muốn gặp ông Smith. Câu số 19. Câu số 19. Đó là cái từ afford. Afford là có khả năng tài chính. Cứ khi nào thấy can afford hoặc can't afford thì luôn luôn cộng động từ nguyên thể của tôi. He can't afford to buy a new house. Chúng tôi không có đủ khả năng tài chính để mà mua một căn nhà mới. Câu số 20. Từ try. Try là cố gắng. Sau từ try, cộng đồng từ nguyên thể của tôi. They tried to jump over the fence, but they couldn't. Họ cố gắng nhảy qua cái hàng rào kia, nhưng họ không thể. Tiếp theo đó là từ refuse. Refuse là từ chối. Cứ thấy từ refuse thì sau nó luôn là đồng từ nguyên thể của tôi. The baby refused to eat the purees. The purees. Tôi thấy refuse là động từ nguyên thể của tôi nha. Câu số 22 đó là từ miss. Miss là bỏ lỡ, bỏ nhỡ hoặc là nhỡ ai đó. Vậy cứ sau từ miss mà có động từ thì động từ luôn thêm ing.
I miss going to the park with my grandpa. Tôi bị bỏ lỡ cái chuyện đi công viên cùng với là ông bà của tôi. Ông tôi. Rồi don't enjoy. Cứ thấy từ enjoy xuất hiện là sao nó luôn luôn còn động từ thêm mình. Câu số 24, she has decided. Cứ thấy từ decided, decided là quyết định, là sau đó động từ nguyên thể của tôi. She has decided to sell her old car. Cô ấy quyết định là bán cái xe hơi cũ của mình. Câu số 25, have you finished doing your homework? Cứ thấy từ finish, kết thúc, hoàn thành, thì sau đó luôn luôn còn động từ thêm mình. Và từ thành động từ want thì cộng động từ nguyên thể của tôi, want to. Where do you want to go at the weekend? Cứ thành động từ mind, mind là phiền, là sau đó luôn luôn cộng động từ thêm mình. I don't mind traveling by train. Please remember bring your lunch to the trip. Hãy nhớ để mang theo cái bữa cơm trưa cho chuyện đi. Nhớ để làm gì thì động từ nguyên thể của tôi. Please forgive my. Cứ thầy có động từ forgive. Forgive là tha thứ, tha lỗi. Cứ thầy có từ forgive là động từ thế mình. Please forgive my breaking your glass. Xin hãy tha thứ cho cái việc làm vỡ kính của tôi đối với cái kính của bạn. Câu cuối cùng, I would prefer at home tonight. Sau prefer mà có một động từ thì động từ luôn nguyên thể của tôi. Tôi thích ở nhà hôm nay hơn. Đây là toàn một cái nội dung của cái phần live worksheet này. Tốt nhất là về nhà chúng ta ghi chép lại 30 câu này để chúng ta hiểu các cái động từ với hai này trong ngữ cảnh. Để thuộc, ví dụ ghi cái câu số 7 này, động từ thế mình này thì ta nhớ luôn, cứ sơ dẹt là còn động từ thế mình. Nên ta chép 30 câu này vào trong vở cho cô nhé. Chưa khó chép thì chúng ta ghi nhớ các động từ đó, chứ không có cách nào luyện hơn cách đó cả. Đó là bài tập thứ nhất. Bài tập thứ hai cô giáo về nhà, bài tập thứ hai về nhà là group sheet luôn, và ta chụp kết quả cũng như khi bài nội dung bài làm cho cô. Nhiệm vụ với nhau của các bạn có hai nhiệm vụ. Một đó là chép lại 30 câu vào trong vở. Thứ hai là làm bài tập live group sheet. Ta có bao nhiêu phân điểm hôm nay? Các bạn? Hai. Ta đọc điểm luôn. Đó, bài tập với nhà của giáo tên được rồi. Thì nhà chúng ta mở để làm tương tự như thế đó. À, đầu Khánh Nguyên. Bài về mấy? Rồi là bài Quang Hiệp 4.58. Tập về nhà được Khánh Nguyên à? Tuần Nhật. Bài 6 à? Trần Khiếp. 70 quá. Hoài Thương. 19. Cuộc Trọng. 78 à? Trọng Huy. 78 à? Tủ Anh. 78 à? Hà Vy. 79. Quốc Sơn. 80 quá. Đăng Nhật. 79 quá. Anh Huy. 79 quá. Quỳnh Anh. 77 quá.
Năm tao. Ba sổ quá. Sáu hoa. Bảy có. Hoàng Dũng. Điểm nữa. Nhật Khôi. Năm tám. Mạnh Quân. Dạ sổ chị nữa. Tuyệt Nhi. Bảy chị mua. Khánh Nguyên. 70 của. Mấy em? 70 của. Em ơi. 33 của. Ngọc Mai. 77. Thảo Nguyên. 79. Tân Hoát. 8,5 chị. Long Nhật. 5,5. Để hiểu thêm và nhớ thêm cái bài hôm nay thì về nhà đề nghị các bạn mở lại vở để đọc lại thêm một lần nữa. Và cô sẽ cũng gửi video để các bạn nghiên cứu thêm. Ok, tham gia. Goodbye, see you again. Goodbye. Okay, goodbye.